Ê, chào anh em nha. Ok chú bộ. Rồi, anh test nha anh em ơi. Ok chú bộ. Rồi. Con này em làm là full nồi Thái luôn. Cái nồi. Rồi, chào anh em XTZ125. Review cho anh em tham khảo có bình lên combo cái bộ nồi Thái nha. À, con này thì đang bị tình trạng tuột nồi, bị ra bã như bùn rất dơi, chạy yếu siêu và nó bị hao xăng nha. Cái nồi cũ con coi sơ qua để cho anh em nắm cái này, nồi cũ đang tuột cháy nồi nha, tuột cháy màu vàng ha, cháy đen vàng luôn đó. Và phần cái bố sắt nè, đó, bố thì đang bị chạy là mòn hết bố rồi, mòn bố chai bố nha. Và phần sắt này, sắt thì bị tình trạng này bị bào mỏng sắt này, không còn đồ phản nữa đó. À, cái lò xo thì bị lúng xẹo không còn bố nha, yếu siêu à. Rồi em chuyển sang em xài của mình cái nồi Thái chủ xe chạy nhẹ xe bờ nha, combo đi full nguyên bộ luôn, gồm có cặp nhôm nồi zin Thái nè, trắng đẹp không mấy, sẽ nữa nguyên nha. Đi kèm lại chủ xe combo full là bốn nó bố nồi zin Thái bản lớn nha, đó 1, 2, 3, 4 không, bốn nó bố mà lớn rất bền nha. Em đi sắt zin Thái luôn, combo nó gồm 3 lá nè, 1, 2, 3 trắng đẹp full mới cho anh em ha. Đó đi kèm lại chủ xe combo full là bốn nồi sơn mới, nồi sơn cũ làm bỏ nha. Đó anh em XTZ mà muốn làm nồi thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên em thì chuyên làm nồi làm máy XTZ chạy bốc nhẹ xe bền, đặc biệt là không bao giờ bị tình trạng là tuột nồi và bị sót bố nha. Rồi em chào anh em. Rồi chào anh em XTZ125, review cho anh em tham khảo có bình lên combo cái bộ nồi Thái nha. Đầu tiên cho phần cái lồng đền chặn đế vô phần cái chuồng heo nha, tới phần cái đế nồi, tới phần cái lồng đền chặn tán và tới tán nồi sau nha anh em. Rồi tiến hành cho phần cái bố nồi vô nha, combo nó gồm có là bốn bố ba sắt ha, cặp nhôm nồi dính Thái lắp đúng chiều ha, cái chiều chữ thì nằm ngoài ha, còn cái chiều cái lá sắt thì phần cái chiều con nằm trong ha, còn cái chiều bé nằm ngoài, còn lá bố thì em đang để chiều chữ nằm ngoài nha. Đó em đi cố hình là đi bố dính Thái rất bền ha, và sắt dính Thái luôn, nó chạy bao cho anh em rất bền nhẹ xe, nó không bao giờ bị tuột nồi ha. Rồi tiến hành cho phần cái bộ mặt ép nồi vô và tiến hành lấy phần cái bộ ti con nắng qua đây nha. Rồi tiến hành cho phần cái bốn lò xo nồi vô, lò xo thì nó có hai chiều ha, anh em để cái chiều lớn nằm trong còn cái chiều nhỏ nằm ngoài ha. Tiến hành là cho phần cái bốn con tán siết bốn xo nồi vô đó, anh em lưu ý là định tâm lò xo nồi trước khi mình siết nha, và siết nguyên tắc là siết từ từ từng con một, và nguyên tắc là đối chiếu nhau, con này sẽ đối chiếu con kia ha. Đó và anh em nhớ siết đều nha, siết đều bốn con ha. Rồi sau đó tiến hành là ụp lốc nồi. Đó, em lắc kê lại phần cái bốn con tán nha em luôn. Rồi tiến hành ập lốc nồi và test cho nè ha, đi phun cấu hình cái bộ nồi Thái chiếc Yamaha XTZ nha. Ê, chào anh em nha. Ok chú bộ. Rồi test nha anh em ơi. Ok chú bộ test. Rồi XTZ ha. Con này em làm là phun nồi Thái luôn, cái nồi Thái này chạy vô cái dòng XTZ này là bao bốc ha. Đó tha hồ cho anh em đi phượt đường rừng đường núi nha, đó băng đèo vượt xuống ok hết luôn nha, cái nồi rất bền chạy rất bốc nha. Đó, để cho anh em rất là nhõng liền nha ha, combo đi full nguyên bộ nha. Đó cái nồi cũ vũ xe thì cũng mới làm thôi, nó bị tình trạng tuột nồi, em làm lại có hình cái bộ nồi Thái bốc nhẹ thêm bền. Chào anh em nha. Ê, chào sư phụ. Bao lực nha ha. Dòng này thì bên em chuyên làm nồi làm máy nha, anh em bị tình trạng là tuột nồi máy kêu thì ghé bên em ha. Đó, em xử lý cho anh em nguyên cả phần bộ nồi và máy luôn, để cho nó nhẹ bền. Đó. Đó, kéo lên liền ha, quá sướng luôn. Đó, êm nhẹ bền xe nha anh em. Làm xong rồi, cảm ơn anh em. Chào anh em. Ok, chào chú bộ. Bao lực nha ha.